đường anh em, đường lục địa của anh em đi đấy, đi mà mòn hết cả có. Ngày mới có gần sáng mà ngày vừa ngày rằm lăm lên là sáng trăng lắm, rằm lên trăng sáng. Trăng này vừa tròn vừa sáng, trăng sáng soi đêm rằm. Chơi ngày này đón quả siêu trăng. Này trăng to kinh chưa? Này nó là cả thế giới gọi là siêu trăng của thế giới. Siêu trăng mà mình đi trong cái địa này. Những con đường siêu trăng. Lạ nhờ, đùa nhau nữa chứ nhờ. Soi từ 2 giờ nhờ, không ngon con nào. Đấy, ngày nào cũng thế nhá. Buổi sáng thì anh em cứ vào mồi vào nhựa là anh em kéo rồi mọi người. Vì hôm nay cũng dậy muộn đấy, dậy muộn một chút nên là kéo rồi lên chờ đợi rồi. Thì bây giờ nhìn thấy trời cũng sáng rồi, hay là anh em bắt đầu là hôm nay dậy muộn chút thì là chung là cũng hơi cập nhập về ngủ muộn có mất thiếu ngủ với mọi người. Anh em về đang lúc ra lúc phải 3 giờ đêm, 2-3 giờ đêm rồi, xong rồi cái sáng anh em về nhà cái lại ngồi ngoài đêm mỗi cái cho anh em lại về nhà nghỉ ngủ một tí, ngủ quên ngủ nên mãi như nằm giờ mới dậy. Bây giờ là gần sáng rồi, với lại là đêm ở đây thì nói với thì bảy chim thì thường thường là không nói to được ấy, thì mọi người thông cảm cho em với tiếng cũng không được nghe cũng không được giống như các người khác, người ta làm cái tật là cái tiếng cũng thể nghe, còn những anh em này là tiếng làm tiếng mộc luôn nên là nó không nghe nó cũng không bằng người ta chỉnh sửa nhiều này. Nên là mọi người thông cảm, vừa xem và thông cảm và ủng hộ cho anh em nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ like và share cho anh em để anh em có động lực ra video tiếp theo nha mọi người. Hay hôm nay cho hiện tượng này thì có thể là khó có chịu mọi người. Vì thấy buổi sáng sớm này là thấy gió nó lặng lắm, không có cái tiếng, không có một cái hiện tượng gió trước gì cả. Không, không thấy có chim nó kêu vào buổi sáng sớm ấy mọi người. Đấy, hiện tại thì anh Hùng nó kéo được lên được 2 cây đây mọi người này. Đấy, 2 cây rồi. Thấy rồi thứ là bài này, còn cây này cây thứ 3 mọi người này. Nay quyết định anh em kéo 3 cây. Chim này do không biết là có hay không thì không biết, nhưng mà hôm nay anh em quyết định kéo 3 cây. Đấy, kéo được 2 cây rồi, sáng quá rồi, trời sáng rồi. Đấy, trời giờ gần 5 rưỡi gần 6 giờ rồi. Đấy, thời tiết thì thông báo là mưa, nhưng mà hàng ngày này nó chỉ hơi hơi mưa mưa một chút thôi, chắc là
chim thì thường thường là có ngày hôm nay có mà ngày mai vẫn không có là chuyện bình thường nha, chứ không phải là ngày hôm qua có rồi hôm nay lại có đâu, nên là cũng chưa biết được, để kéo lên xong rồi lên đó mới biết được kết quả nó như thế nào nha mọi người cùng đón xem nha. Hôm nay là bắt đầu anh em cắm nhựa xong rồi mọi người. Một ngày rất chi chi là đẹp trời. Nhưng mà biết được có chi không? Anh em mới kéo xong là phải ngồi chờ đợi. Chờ đợi thôi mọi người. Chờ đợi vẫn là hạnh phúc nên là phải chờ. Vậy lại bắt ngoặt lên trời. Bắt ngoặt lên trời. Bắt ngoặt lên trời đợi. Đấy, nay lên tổng 3 cây nha mọi người. Xem không biết là thời tiết này thì nhìn thấy như mọi hôm á, tầm này là bắt đầu chim kêu và nhiều chim mà. Nhưng mà nay chắc thời tiết này thì muộn hơn mọi người. Chim có thì nó muộn hơn thôi. Chắc chắn là muộn hơn. Vì do mọi hôm là bây giờ là tầm giờ là sáng mà. Do thời tiết âm u thì chắc nó muộn hơn. Sáng muộn hơn. Đây mọi người này. Đấy, đây thì rất chỉ là lắm muỗi luôn. Mỗi anh em phải thắp một cái nhang muỗi. Hai anh em hai cái cây. Cây của Tân Hùng đây. Muỗi nhiều như ong luôn. Mọi người cây. Với nhang muỗi không là ông không ra gì đấy. Đây, nó đã lại đây mọi người này. Con béo này. Đây, ra rồi này. Đấy, hai con này. Đây đây đây. Ôi trời. Rơi một con béo, còn một con nữa không ạ? Còn một con nữa. Đang còn một con nữa. Béo. Đang còn một con nữa bay mất rồi. À, sáng sớm mà được một con rồi mọi người. Trốn mất rồi à? Thấy nó dính mình cái lông đuôi không em mà. Tưởng là hai con nhãn đậu cá rơi cá chứ. Nó vườn mái nè. Nó đậu mẩm quá. Đậu đâu vậy? Ôi chuối, nó dính có tí đuôi này. Thì nó dính có tí đuôi mà. Vì nó chưa đậu hẳn mà nó nhãn biểu như vậy. Có lại biểu điên như vậy. Hai con nó đang lẻ đang nhang nó đậu cá rồi mà cuối cùng nó không đậu có đậu con con. Bay xuống dưới kia hết rồi. Dính lông đuôi mà người. Bay xuống dưới kia hết rồi. Đi đâu? Xuống dưới kia cha xuống. Khỏi nhang. Chết rồi đấy. Chết rồi. Mặc có tí cánh nữa. Đấy, rồi. Rơi được một em. Con này chắc lúc nãy bay đi rồi, bây giờ nó lại bay lại đấy mọi người. Nãy tận đấy. Đéo này đéo chuột nào. Đéo quả. Đéo quả. À, đuôi quăn là đéo quả đúng không? Béo. Được con béo rồi. Hai con lúc nãy thì bây giờ được con mà. Này là đây là hai con mà một con rơi xuống sẵn bây giờ được. Với một con bay đi để quay lại một con được luôn con luôn nhớ chỗ tôi tìm lại sang đây mọi người về qua nhà cho mấy nhỏ đi học rồi đó giờ về đó về mẹ anh Trần Hùng đổi hướng là đang ngồi chờ đợi
Anh bình minh lên. Rồi, rồi. Sỏi hướng này ngồi đây đẹp đấy, được. Được. 10 điểm. Chuẩn. Đúng, địa điểm quá đẹp. Đấy, mặt trời đang mọc đây mọi người. Rồi. Anh Trần Hùng ngồi đây chờ đợi nhá. Giờ hôm nay là con quạng ngô giống trên kia đây. Ngồi vừa to vậy. Đấy, hầu hầu đi ngân đàn luôn. Quá đà. Đấy, cây dựng ở đây mà không lại nè. Lại hốt bột. Lại hốt mồi đi. Đấy, cây dựng đây mà giờ hầu đi có đàn này. Đi thì chim nào dám lại phía đây. Chim mà thấy cái đàn này nó kiếp phía nó bay đi nơi khác. Đây nha mọi người cứ phàn nàn sĩ sắm mãi bảo là không thả chim này. Đấy, video nào cũng có thả chim ấy. Đây này lại tiếp tục lại được tiếp một em bọ tai này. Gọi là cú bọ này, ố đừng dí đầu à. À, anh Trần Hùng lại tiếp tục thả này, đấy. Thả về với tự nhiên nha. Đấy. Bay lên những cái con này là ban ngày là nó mắt nó kém đấy mọi người. Thì ban đêm là mắt nó tỉnh hơn. Thì nó dính lông như cái chỗ mắt nhựa, nhựa. Để về tung nó lên cho nó bay ra. Nhựa nó đánh nhát đó. Cứ dùng tay thôi. Sợ nó cắp à? Cắp đầu lắm. Cắp đầu không? À, đau rồi kìa. Con này cắp đầu lắm. Chí đầu. Ở trên lưng đấy, trùng cái mắt nó dính nhựa. Nhựa quá. Nhựa nó. Tung có tung lên trên cây cây rồi. Dạ. Có bài à? Đấy, bài đấy. Có ok đó. Nha mọi người. Đi rồi đấy. Loài này chắc là nó hay ăn chuột đúng không? Mà thị giác ban ngày nó kém. Chúng mình lại về thôi mọi người ạ. Đây, nay được một nay đây. Ba em. Một con hai con béo. Chèo béo với một con dí dí. Ok. Này coi như là móm vào ngày ấy. Nay là hết, chắc là sắp hết mùa vàng anh. Có khi là hết mùa luôn rồi, nên sắp gì nữa. Chả thấy vàng anh con nào quấn nữa đâu. Mọi người thấy video của anh em hay vậy, thì cho anh em xin một like đăng ký kênh nha. Chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và ủng hộ anh em nha. Bye bye tất cả mọi người.